Trang điểm xong rồi đó hả chị Quang? Xong rồi Trưng. Trời ơi, rồi, chuẩn bị đi hát ha. Chuẩn bị giờ tiếng mấy nữa chị đi hát rồi. Rồi ổng đâu rồi, hồi nãy mới nằm mà đóng tiêu rồi. Cục già hả, cục già mất cảo á, cục già vô buồn trốn rồi. Để tụi em vô cô ảnh. Rồi, đến bữa nào thì ổng mất cảo, cục già mất cảo à, thôi đi bữa trời, để ổng đẹp trai mà cho ta coi cái đi chị. Thôi bữa nào cục già mất cảo, chạy vô buồn trốn, mà thấy mất cưng quá trốn rồi. Dạ, ổng ở trong buồn hả? Ổng ở trong buồn hả? Được rồi, được rồi. Bữa nào hả? Bữa nào ha? Bữa nào đi kêu cục già. Anh U. Mắc cỡ rồi. Rồi im du luôn rồi chị. Trời ơi. Đẹp trai thì cho ta coi thử, ta nói chuyện với ảnh coi. Để biết sao không, tụi em cũng muốn hỏi gặp ảnh, hỏi xin cái bí kíp. Biết chứ, tại vì cục giảm cẩu chạy trốn mà. Trời ơi. Cô và chị qua chứ không chị gì trên. Bởi vậy trách nhiệm quá à. Rồi bây giờ chị qua ca gì cho mấy anh với bà con nghe. Nói vậy bây giờ anh cũng mắc cỡ thôi, giờ chị chỗ mấy cái biệt tài của chị đó lúc trước rồi chị nhảy bản cho tôi mới kinh coi nha. Có hát không chị? Có. Bây giờ chị hát bản 60 năm cuộc đời nhạc Việt cho. Được dữ luôn hả? Mà lúc trước ha, em hỏi cái nghe, chị biết làm MC không? Cũng biết nữa. Biết luôn mà, hả? Mà lâu quá chị bỏ lâu quá. Rồi bây giờ chị tự giới thiệu về mình cái rồi xong chị giới thiệu chị ca bản gì đó. Rồi hả, trình diễn nó hay chị. Giờ chị giờ chị cũng đi nữa, bây giờ chị hát cho mấy kinh nha. Bây giờ với khán giả đồng nha, nhưng mà bây giờ chị gửi đến với cô bác chị với bài hát được mang tên Chất Liều Nghĩa Tử. Trời ơi, cái gì? 60 năm cuộc đời. 60 năm cuộc đời ha. Rồi quậy luôn nè. Dạ. Em ơi có bao nhiêu? Vô. 60 năm cuộc đời. Vô. 20 năm đầu. Tới luôn. Xuân trường không bao lâu. Ồ dè. 20 năm sau sầu riêng cho dài đời. 20 năm cuối là bao. Nó cũng gấp xuống. Ôi trời ơi. Là bao. Đời không lâu là thế. Thế được bao. Năm xong mà yêu nhau. Anh ơi có bao nhiêu. Vô. 60 năm cuộc đời. Vô. 20 năm đầu. Ồ dè. Sung sướng không bao lâu. Tới lượt. Đã lên. 20 năm sau sầu dương cho dời dời. Em ơi năm cuối là bao. Nhìn khúc luôn nè. Hey. Vô. Trời ơi mập kìa. Cho anh về thăm lại bên đò xưa nhiều kỷ niệm. Hay quá. Xa xôi nhiều năm rồi. Lòng vẫn nhớ tình vẫn thương. Trên con đường quen thuộc. Ngày nào mà chị biết làm nũng kìa. Em chồng trẻ mê đúng rồi. Tôi mong mơ danh dương không là bao. Yo. Hey. Yo. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về năm xa vắng. Giọng đàm không á. Anh sẽ đưa em đi về giấc mơ nào. Cái này nhảy yếu quá. Chị qua anh sợ gớt hay sao á? Nhảy mạnh lên anh sợ gớt hay vậy? Vô luôn. Vô. Rồi ai theo anh bên tôi qua niên. Gớt hai chai bữa chứ. Thôi rồi. Vô. Bông tà ngã trên lưng đồi cỏ non. Gió hiền thơm gì vừa. Trời ơi, lạc trần lỡ trời ơi. Chị qua quá nhí nhảnh. Thơm lúa mới bên ly tre xanh là nghiêng hàng dừa. Trời cũng lắc cả. Ông pha kinh mến xôi bông chung đôi như ngày. Quá dễ thương, quay qua lô tô luôn nè. Vô. Số gì ra? Số gì đây? Đây em mấy gì đây? Thấy chị qua cầm cái mít cũng lợi hại không? Cô bác có giới đồng này trở lại đây em. Cái số gì đây? Bốn gì ra con bốn gì ra? Bốn gì ra con bốn gì ra? Trang đưa gió thì gió đưa trang lạnh dò gió biết đưa ai. Bốn mười hai trong bốn mười hai bốn gì đây, bốn gì đây trong bốn gì đây, bốn bị cờ gâu luôn nè. Sao cũng bốn là bốn mười bốn. bốn mười từ mấy gì ra, mấy gì ra con mấy gì ra. Cái đầu bự không chịu quay lại đầu nhỏ nó chạy. Hai gì đây lần luôn kiếm đính còn 29. Cái đầu bự nó quá công sức hay sao? Trong cái đầu thấy quen chứ. Ba gì đây? Chàng là chúa muôn loài. Hay. Nàng là ánh sao trời. Trời ơi. Mất mưa không? Giới muôn nơi cánh chim lìa xa 33. 33.
33 số gì đây, số gì đây, nam gì đây, chốt anh đà là gái giả trai con 52, năm 52, năm 12 con mấy gì đây, cái gì mệt hay sao, hai gì đây, con hai gì đây, sức mồ hôi, em gái về, mới 5 phút mà sức mồ hôi dân ảnh bào quá, bởi vì chịu nổi là phải, dài nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày, dầm con 25 là số trọng yêu, trời ơi, số gì đây, 215, ý ô à gì trời ý ô à em ý ô à nhạc pháp ý ô cà già con số ba con số ba con số ba con số gì đây mấy gì đây con mấy gì đây mười gì đây cung đàn đã gãy con 17 con 17 có ai đỡ chưa trời ơi đợi đó tiêu kinh luôn nè số gì đây số gì đây con mấy gì đây bốn gì đây bốn gì đây con bốn gì đây tao đúng tao đứa cha ước áo bốn 16 là chiếc lá cờ cân xin lâu xin dừng xe rồi cuối cùng thì cũng đã phải gọi cho số giấy vé mà cô bác chị chuẩn bị vậy có cho dò số tiếp luôn nha hay quá chị ơi trời ơi hay quá chị ơi, ơi. Bập bập cái gì ạ Dạ, tưởng tượng anh đây dâu dâu. Phan 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 em coi cái sao thấy son lem lem ta nãy hồi nãy khúc ngưng có bập không có bập không sao thấy lem dữ vậy bập mình nhớ tưởng tượng cái bập vô cái gì tưởng tượng là chú trọng yêu cái chai kìa bập vô nè ơi ơi đỏ 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 son hết trơn hả trời ơi cái mày mà tưởng tượng chồng yêu không mà bập quà kêu lô tô mà tưởng tượng chồng yêu không mà ủa mà sao tưởng gì mà sao mà thấy cái nắp nó nhỏ mà nãy ta phải cầm ngược lại vậy nè tưởng vậy nè thôi chị qua dương tính quá ha dạ trời ơi dạ nói giờ vui vẻ ha dạ vui vẻ để cái tiền chị qua ơi dạ rồi hàng ngày là bây giờ là ổng có làm cái gì không ổng có làm thêm gì không hay là chị qua đi hát thôi có việc làm gì người ta kêu thì ổng đi làm không có ở nhà không đó vậy đó hả chị qua đi 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 hát thì nuôi ổng cái gì dạ nuôi chồng yêu chà chà im ta ha ổng ở đây với chị hoài luôn hay gì ổng có về là... mẹ gì không thì lâu lâu hai đứa về chung cảnh gì đó có đám thì chị mới đi ủa chị qua như em hỏi chị cái lúc trước mà trước khi mà chị đến với cái người chồng đẹp trai trẻ này là có mối tình nào không trước hết á thì có mối tình nào không hả có thời gian năm sáu năm trước thì có thằng có mối tình mà ổng vô duyên quá đuổi đi rồi ổng chịu dạ hay là kỹ thuật ổng yếu quá ổng yếu ổng không có đúng kỹ thuật với mình đó giờ là chị qua là tới năm nay là 60 mấy tuổi rồi bây giờ là chị qua có bao nhiêu mối tình chị qua nhớ không chị qua thì trước hết gần đây thì trước hết thì 3-4 mối tình tình nào cũng ấy mà vừa rồi cũng năm vừa rồi chỉ có một cái tình mà thấy chị tào lai gì đâu không mà chị không thích chị đuổi đây rồi còn trước hết nữa thì cái năm trước thì có mối tình nó ngay cũng được nhưng mà sau này chị cũng không thích cho biết biến luôn rồi sao từ đó tới sau ra trước năm cũng năm nay chị sáu mấy tuổi cũng nhiều mối tình ra nhiều lắm cũng đã đâm đi bi lát gì đó thôi giờ cả mập á chị vậy là tính ra bây giờ là sáu lên đi lô tô nhầm chỗ nào cũng vậy nó gặp đây chúng người ta cũng ái mộ người ta thương mình ta kêu lại qua nhìn khi người ta già người ta thích vậy đó ta thấy mình ngáp ngáp bạch bạch chúng ta kêu lại qua ngáp viết cho chết dành cho bánh số 18 vậy thứ hai nữa cái người ta thấy mình hơi già ta kêu lại qua mà ta không kêu lại qua ta kêu ngoại ngoại hả danh từ ngoại mà ngoại ngoại qua ha qua ngoại vậy đó là thường thường ta kêu qua ngáp cái này là qua bạch thí dụ bây giờ em hỏi chị gì đừng có ngại ha với số tuổi của chị như vậy á mà chồng quá trời trẻ đi hai người cùng tay trong đường á rồi người ta gặp có khi nào người ta nói ngoại với cháu không nhầm người thì cũng có nói nhưng mà ta không nói trước mặt ta nói sau lưng gì đó nhầm người thì yêu thích thì cũng gặp nói trời ơi, chị qua chị già có con chồng yêu trời đất quá cái đó bởi vì nhiều người ta không biết hả chị người ta nói mình mà thực chất mình vậy. Cái kỹ thuật mình có đúng không rồi. Mình phải lựa đúng không vậy mà. Bập không là sáng không cái này mà chồng văn lên đẹp lắm á nghe văn mà tại vì
Dạ rồi, không có làm gì ra tiền ra, không có tiền chồng. Tại vì cũng muốn chồng lắm mà thành ra ai cũng kêu mình bà ngoại chứ. Tại vì dân hết là mốt, thì thật sự anh đã cũng từ ngoại ra ngoại. Đi đâu có khi mà mình hát cái đoàn từ ngoại, ngoại qua ngoại. Rồi, rồi thí dụ đi lâu lâu chồng trẻ nó quên quên, có khi nào kêu ngoại luôn không? Có lâu lâu có giỡn hết thì nó cũng ở lại với mình, nó cũng kêu qua ngoại. Rồi, rồi lúc đó khi mà... chị qua ngoại cái cảm thấy không có cái cảm hứng nào cho mình xung à, tự nhiên nghe đang đang cao trào tự nhiên nghe cái chẳng có cảm hứng nữa, cảm giác tự nhiên cái kêu qua một tiếng ngoại cái không tụ cảm xúc hả, hết cảm xúc luôn. Mình kêu ổng là thường thường là chồng yêu không hả, hay là ông kêu bằng anh yêu anh yêu không à. Thí dụ mà chú đang chuẩn bị vô cuộc rồi ổng kêu bằng sao, cục cưng hay gì chị qua là em kêu bằng em à. Trời ơi mướt gì luôn nghe. Cái phạm là quần với nhau là mình kêu bằng em mà. Trời ơi. Người ta kêu bằng qua vậy đó. Kêu tên vậy đó, có rồi, kêu qua ngoại kêu rồi qua. Cái khúc mà hai người cự rồi ổng kêu bằng gì? Kêu mày tao. Kêu mày tao à. Chỉ lộn nha thì kêu mày tao vậy đó. Thôi với mày con tao với mày má tao. Nói vậy. Rồi ở trong nhà là mình, đây là chị của mình hả? Đây là bà già nè, đó sống thì bà già với bà chị với chị em. Là chị ruột luôn hả? Với chị, bà này chị ruột, chị với ba. Còn tôi thứ tư. Còn Út thì có vợ nói sai rồi, không có qua lại với nó nữa. Còn bây giờ hiện tại ba chị em mà Út có vợ nói sai, không qua lại với nó nữa rồi. Và chị ra hiện tại mấy thời gian trước thì sống chung ba mẹ con. Rồi nói ngay thì chị thì không có nhà. Bà với chị ở nhà ngoài, rồi cái chị đi làm lô tô ở nhà ngoài rồi chỗ gì kinh 8.000 á, và bà má ba mới bệnh đi, rồi mới ra cho bà mới định chị về mình đi bệnh viện nuôi nuôi cũng từng lễ gì giờ đưa bà về, giờ cái bác khỏe cái sao bác phát bệnh lên nữa đưa đi nuôi chập nữa trở về cái bà mất đó là bà mất hôm nay cũng 4 năm mà rồi giờ tới bà này. Còn hai chị em mà tôi giờ chị đi làm mà chị gửi tiền cho bác xài, nhà bác cũng đau đó, làm giao cho bác xài rồi giờ cũng mất luôn ha. Giờ cái sao bác yếu quá, anh ta điện bác sớm ta điện nha, điện chị về cho chị nuôi bệnh viện 2 lần nữa là bác mất luôn, mất hôm nay cũng gần 4 tháng. Rồi hiện tại là bây giờ là mình ở đây là ở đất đậu người ta ha, đất đậu nhà đậu người ta, dạ người ta. Rồi bên chồng rồi có miếng đất nào không? Đó, bên chồng thì nó ngay ở sau hè thì có, nhưng mà nó ngay bà già chồng cũng có kêu về chắc bên đó ở, nhưng mà không có tiền. Đi hát mưa gió đó về đồng, đêm có khi 200 mấy gì đó. Đêm mình hát là 200 mấy hay gì vậy? Có khi có chục bò bán bắt cái mình có tiền nhiều, còn không có thì bán có khi 9-10 dòng thì được có 100.000. Rồi có 10.000. Chồng chị có ô mai gót gì không? Có nhậu nhẹt gì không? Ổng hả thì ổng lâu lâu mới nhậu một lần, chết cho nhậu lắm. Mỗi lần nhậu vô là bắt đầu nhậu là ổng quằn dữ lắm. Ổng cho ổng nhậu gì hả? Ổng chị... mỗi nhậu là lên là... ổng quằn lắm. Mỗi khi nào mà chị mà cảm thấy mà có cái gì đó ha, là mình đem sĩ ra cho ổng hay gì đó, thì mỗi một lần là thấy chữ sẵn là mỗi đêm nào ổng quằn là biết rồi đó. Biết ý rồi đó, là đi mua màu rồi mua dự sẵn đó. Ý là bây giờ em hỏi chị ha, khi mà ổng đi vô một sĩ như vậy đó là cái kỹ thuật ổng cao siêu hơn, ổng mạnh mẽ hơn hay gì? Không, sĩ chưa tới đô. Ổng khoảng bao nhiêu ổng mới là bắt đầu là vô? Ổng tới 2 sĩ mà nó ngay 2 sĩ hết đó ổng mới tới đô ổng. Đó là ổng mới lên thằng cỏ đó, ổng quằn chứ. Ôi dồi ôi. Lên quả đó. Rồi thí dụ đi rồi. Vô 2 sĩ có khi nào mà ổng không thấy mà ổng suốt tầm 7 không? Không, ổng còn sáng. Ông suốt hôm suốt là đúng đó. Ông ngay luôn đó. Bách phát là bách trúng hen. Ôi giời ơi, là ông còn cái đường nha. Còn mà thí dụ mà thêm sĩ nữa là ông quất một câu đó. Hết chấp mồi luôn. Thiệt tình luôn trời, bây giờ rất là thắc mắc. Lúc đó tới quà bắp phải không? Đó là chị bập lại đó. Cái đó là chị bập lại anh. Lúc đó chị bập lại. Thôi dụ thiệt tình luôn trời. Thắc mắc cái ông chồng này ghê luôn ta. Ổng cái tiệt chiêu. Cho mấy ảnh coi coi. Đi đâu rồi, để cho tụi em vô cái coi. Trời ơi, vô ngay. Anh ơi. Ông chịu không? Trời ơi, coi ra tao xin cái tiệt chiêu cuối cái coi thiệt tình luôn. Mất cả đi, bữa nào đi rồi gặp thử ổng đó. Cũng mấy cân mới đồng cảm. Mà ổng lên dầm quả. Mà chị, ảnh gầy hay gầy dữ không?
ổng cũng ổng cũng khoảng tầm khoảng cũng bốn mấy ký à. Trời ơi, cái đó gầy gầy này thầy á, thường thường tôi có câu gầy gầy là thầy lắm á. Ủa vô thầy đó. Mà chị ổng nhiều kiểu không? Hả? Nhiều kiểu không? Thì môn thì ổng đủ môn đó. Không biết môn nào chứ. Trời ơi. 72 phép đầy đủ hang. Có tài thiên không? Chắc cũng xài sức đó. Trời ơi. Xài sức với tài thiên đó. Số này kia ổng xài đầy đủ hả? Số nào? Vô số đồ cũng được ha. Số nào cũng chơi được chén, cũng bài ca được cái chén. Số 1, số 2 ổng mà vô hai sĩ này chắc là gọi là dữ lắm luôn ha. Mạnh mẽ ha. Cái nhà này có rung rinh không chị? Nó ngồi ấy nhà này chắc mà này không có cái chồng, nó hơi gắt gắt. Gắt gắt luôn hả? Gắt luôn hả? Trời ơi. Mỗi lần ổng lên dàn quả cho nó vừa rồi, rồi, rồi lên dàn, rồi lên dàn quả mà kêu rắc rắc gì rồi xung quanh người ta nghe sao trời? Nó nghe sao không có ai chơi, không có nhà. Dạ. Sao giấc mù quá không? Có người là người khu dân chơi, ở bên cái trường hợp nó đang làm. À, gì hả? Nó đang sao? Trời ơi. Ở đây đâu có nhà mỏ mà chỗ mã mồi. À, vậy là hồi nãy là mình để cái máy điện thoại ở đây là chị mình vừa mới mất đấy ha. À, mới mất gần đúng em tưởng đâu là chị để cho ổng chứ. Lấy về ổng còn sức lực lắm mà. Khỏe. Còn khỏe lắm thật còn nhiều lắm. Thí dụ đi, chồng chị mới 25 mà. Sao mình này cũng xài vừa vừa thôi, xài quá nó hao quá rồi để nữa ổng chịu không nổi ổng đi sao trời. Ai phải vậy. Để lại cái máy tung tin rồi đó. Tại có chồng trẻ thì mình dám xài đi. Có khi nào mà có khi nào mà khi mà hai người mà trên sàn cỏ mà ổng khi nào ổng xin thua không? Hả? Có khi nào ổng xin thua không? Có khi nào ổng xin thua không? Khi nào mà ổng không có xin thua thì mà con trai có khi mà mệt quá ổng ngã ngang ổng nằm. Vậy hả? Có chị bắp lại. Vậy hả? Có chị bắp lại. Có khi nào mà ảnh là ảnh mà quyết liệt mà chị xin thua luôn không? Không. Dễ. Trời ơi, trời ơi. Chồng mình phải chiều chồng. Vậy hả? Mấy năm kinh nghiệm mà dễ gì phải xin thua. Trời ơi. Phải không? À, tính ra là chị là lão luyện trong là ngày mà vậy. Thấy bọc hoài không thấy à? Trời ơi. Bọc giết giờ không còn cái nào luôn. Đó. Bọc với ổng giết mà không còn cái nào hết trơn. Bởi vậy đó là cái đó là cái tiệc chiêu cuối luôn đó gì phải không chị? Đắc dữ quá. Trời ơi. Tụi em chào chị nha. Rồi chúc chị với chồng chị, chồng trẻ chị trăm năm hạnh phúc nha. Rồi, ok. Dạ, ba chị.